Rồi chào các bạn, thì hôm nay mình gặp cái men Biota H81MHV3. Thì cái men này mua ve chai trong cái đống ve chai 200 ngàn nè. Thì hôm bữa mình test không lên đó, thì mình vệ sinh xong thì test nó chạy rồi nè. Nhưng mà nó có cái bệnh đặc biệt là tất cả cái cổng USB đều không có chạy được ha. Bốn cổng sau và cổng trước gì đó mình đang gắn chuột vô cổng phía trước nè, không có cháy đèn, bàn phím cũng không cháy đèn ha. Không cháy đèn, không gì hết, tất cả các cổng luôn. Cổng này cũng vậy luôn, không mình gắn chuột vô đây không cháy đèn luôn, cổng nào cũng vậy hết ha. Thì gắn ra cổng phía trước thì nó cũng vậy thôi, cổng phía trước thì mình gắn nãy gắn chuột đó thì tất cả các cổng đều bị lỗi hết. Thì để mình đo nguồn nó cho các bạn xem ha, mình sẽ sửa thử nó luôn coi coi nó hết bệnh không. Thì cái cổng phía trước nó ngay chỗ này ha, thì đây nó có cái cầu chì nè, đây đầu này là 5.2V nè, đo bên đây là 0.09 nè. Đây thì không có nguồn thì cho nên là nó không có cháy đèn á. Rồi mình đo cái nguồn UB phía sau nè, đầu này có 5.2 nè ha, đầu bên đây 0.4 nha, rồi đầu cầu chì 2.0 nè, đầu có 5.2 nè, đầu 0.5 ha. Thì nó máy nó vẫn chạy bình thường nhưng mà tất cả các cổng USB đều không có cháy đèn và không có nhận. Cắm vào im ru, máy vẫn chạy tốt ha. Rồi thì để mình tắt máy mình sẽ sửa thử nó. Thì ở phía sau cái men này á, thì nó có mấy cái con bảo vệ 6 chân nè. Mình thấy hai con này ha. Ở phía cổng này nó cũng có hai con bảo vệ 6 chân nữa nè. Mình sẽ xả nó ra thử trước coi rồi nó hết bệnh hay không cái ha. Rồi, gỡ nó ra cái. Thì nó còn một hai cổng xài được thì nó cũng đỡ, mà này là nó hư hết trơn, không có cổng nào xài được hết á. Đây thì mình sẽ xả hai con này ra và hai con này ha. Thì không biết nó bệnh gì nhưng mà đầu tiên thì cứ xả bảo vệ ra trước đi ha. Không cần biết là nó đứt cầu chì hay là nó lỗi gì, thì nó lỗi đường UB thì mình lại xả bảo vệ này ra trước, có khi nó chạm chập cái đường này ha. Máy khò mình hình như chỉnh không được nóng lắm thì được con rồi nè ha.
tiếp tục con trên. Rồi hai con bên đây, tiếp tục hai con bên đây nữa nha. Rồi con thứ ba. Rồi con thứ tư. Xả bốn con ra luôn rồi đó. Đấy à, một con, hai con, ba con, bốn con. Rồi để coi coi nó có hết bệnh hay không. Còn nóng quá à. Cái mình này lào lào nữa cái. Rồi thì bây giờ mình cắm nguồn vô. Cắm điện vô. Giờ mình cắm bàn phím với chuột vô luôn coi coi nó hết bệnh chưa. Cháy đèn chưa ha. Rồi thì bây giờ mình chưa gắn quạt. Để mình test cái. Bây giờ mình sẽ đo thử coi nó có nguồn chưa cái. Chưa kích nó chưa có ha. Rồi để mình kích nguồn. Đây kích nguồn quạt quay ha. Bấm cái tích lên. Máy chạy. Nhưng mà đèn chuột với này vẫn chưa có chạy được ha. Thì xả bảo vệ ra là chưa hết bệnh ha. Đo cầu chì lại nè. 5.2 nè. Này cũng không cho máy luôn là đứt cầu chì rồi ha. Đây. 5.2. 0.5. Sắp đứt rồi. Này 5.2. 0.5 luôn. Mình thay luôn ba cái cầu chì nữa ha. Đây cái cầu chì ha. Đi trên này là hai cái cầu chì nữa nè. Giờ mình thay cái cầu chì này trước đi ha. Coi cái cổng sau, cổng trước nó có hết bệnh không cái. Mình thay luôn cổng sau. Bây giờ mình lấy cái men sắt này mình kiếm mấy cái con mà điện trở không ha, mình thay vô ha. Tắt cái này đi. Giờ mình sẽ xả cái con cầu chì này ra. Mấy anh bảo vệ bạn xả ra bạn khỏi cần gắn lại luôn. Giờ mình kiếm con
không ôm ha. Này mới thay được một con cổng trước rồi, đang mình thay cổng sau luôn ha. Sau thì ở đây nó nằm ngay cái kẹt này cho nên là lấy cái đồ mình chặn nó lại, cái tháo gam ra ha. Tháo ra mà luôn. Rồi bây giờ mình sẽ khò hai cái con cầu chì này ra. Rồi gỡ ra đừng cái rồi ha. Rồi cái thứ hai. Rồi tiếp tục mình kiếm mấy cái con chở không mình gắn vô. Chở không trên con chở nó có để số không á. Rồi kiếm con nữa. Trên main in heo mấy con chở không này rất là nhiều luôn nha. Gỡ ra mấy chục con luôn á. Gỡ ra nó bay mất rồi, để kiếm con khác. Nó nhiều con lắm nhưng mà mình gỡ cũng khá là nhiều rồi, để mình kiếm cái men xác mà mình gỡ ra khá là nhiều rồi cho nên là giờ nó còn còn thiếu một con, giờ kiếm à. Mình gắn thêm con vô. Con này nó nhỏ quá không biết là gắn vừa không.
Rồi thì gắn tạm gì đi ha. Đây, con này nhỏ xíu à, gắn vô không biết dính không nữa. Con dưới này nữa ha, chỉ còn ngay chỗ này có số không ở trên cái lưng đó. Đây nè ha. Rồi thì bây giờ mình sẽ gắn lên test lại coi, gỡ nó ra xong qua. Rồi bỏ cái men sáng này ra bên đi, chùi nó cái. Rồi bây giờ mình sẽ gắn điện vô, gắn ram vô, cày thôi, khỏi gắn lên win làm gì, vô BIOS là mình biết rồi ha. Biết nó nhận hay không rồi. Đây mình gắn cái phím vô nè. Cổng 3.0 này mình thay cái cầu chì vô, nó nhỏ quá không biết là nó có ăn điện không. Rồi thì bây giờ mình sẽ kích lên nha, coi coi nó chạy cháy đèn chưa, nhận phím rồi chưa. Đây mình còn chạy không, đây mở cái tích nè ha, để ha cháy phím rồi nè, chuột cháy rồi nè, bấm ăn rồi nè ha. Mình đo nguồn lại, đây 5.2 nè, bên đây cũng 5.2 ha, ok ha, trên này 5.2 nè, 5.2 luôn, đây 5.2, đây 5.2 luôn, ok luôn ha. Rồi vậy là mình đã fix xong cái lỗi không nhận tất cả cổng USB trên cái main này, thì nó đứt hết ba cái cầu chì luôn nha. Rồi thì hôm nay mình làm clip nhiêu thôi, bye bye các bạn, chúc các bạn nhiều sức khỏe.